Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay chúng em lại về được ít vang cơ của ADF, mã là FX10 các bác nhé. Đó, thì con này thì thiết kế mặt đằng trước nó là mặt phay nhôm, các bác có thể thấy là mặt phay nhôm rất là đẹp, nhôm phay em hay đọc nộ. Và sản phẩm này thì lại chính là sản phẩm chính hãng của ATEC phân phối độc quyền tại Việt Nam các bác nhé. Đó, thiết kế thì mấy cái dòng vang cơ FX10 này thì nó cũng xem giống nhau. Đó, có sao thì em nói vậy luôn. Và hầu như là các cái bản thiết kế thì tất cả các cái hãng người ta đều mua chung. Đó, nó chỉ khác về cái chất lượng, tùy từng nhà máy người ta đặt chất lượng cao thì nó sẽ được cao. Nó cũng như là cái điện thoại ấy các bác. Nó có rất là nhiều phân khúc cấu hình thấp, cấu hình cao, thì con vang này nó cũng vậy. Đó, cái thiết kế bên ngoài giống nhau nhưng bên trong nội thất thì chưa chắc đã giống. Với tùy từng nhà máy, tùy từng kỹ sư người ta nghiên cứu, người ta cho nên, và tùy từng yêu cầu của mỗi một cái đơn vị. Thì đây thì là mặt đằng trước, thì em cũng nói qua, nhưng cũng rất là nhiều bác hỏi là sao con này nó giống con nọ, giống con kia thế, có sợ bị hàng nhái hay không. Rất là nhiều câu hỏi các bác đã hỏi bên em, thì em cũng giải thích với các bác qua những cái điều như vậy. Thì để chứng minh thì ở đây là em đã có tem này. Đấy, ATEC sản phẩm chính hãng, các dấu hiệu nhận biết sản phẩm chính hãng này. Đó, và bên này nó là cả tem xác thực, chưa ạ? Và ngoài những cái tem chính hãng và tem xác thực này thì bên trong cái con vang này thì đều có phiếu bảo hành này. Đó, đây là anten này để các bác có thể thu phát Bluetooth nhé, và một tờ sách hướng dẫn. Đó, rất là dễ. Đó là những cái sản phẩm chính hãng, thì sản phẩm nào cũng có bảo hành cho các bác hết nhé. Đó, thì mặt đằng trước thì em cũng nói rất là nhiều về cái crack rồi. Đây là sản phẩm, tên của nó là ADF này các bạn này. ADF. Đấy, đường vào của nó thì có 1, 2, 3, 4, 5 đường vào, bao gồm là đường USB là 1 này, Bluetooth là 2, em sẽ zoom cho các bạn nhìn rõ hơn đấy. Yeah. USB là 1 này, Bluetooth là 2, cổng quang là 3, AV1 và AV2 là 5. Đó, đấy là 5 đường vào. Còn bên này, đó, bên này bên echo thì chúng ta có delay, repeat, pass, mid-chat. Đó, thì còn bên mic thì chúng ta có pass, mid-chat, và nhạc chúng ta có pass, mid-chat nhé. Đó, và bên ngoài cùng này thì chúng ta là có 2-3 đường chỉnh, chúng ta có thể chỉnh echo này. Đó, chỉnh echo, chỉnh mic này. Đó, và chỉnh nhạc. Đó, to nhỏ. Và đặc biệt này các bác nhìn này, đặc biệt này các bác nhé, đặc biệt là con này này, em sẽ nói qua với các bác về cái con này. Đấy, em zoom cho các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy chữ FBX chưa? Các bác nhìn thấy FBX chưa? Đây, đây chính là nút feedback nhé, chống hú tự động cho các bác nhé, chống hú tự động cho các bác luôn. Đó, thì thay vì các bác mua các con vang khác ấy, nó không có feedback thì các bác sẽ phải mua feedback ngoài, feedback rời. Thì nguyên cái con feedback đấy nó đã giá hơn 1 triệu rồi. Đó, thì con này nó tích hợp luôn cả chống hú cho các bác này. Đó, chúng cũng rất là tuyệt vời con này nhé. Và bọn em đã hát thử echo tiếng rất mượt. Đó, đây là tem sản xuất. Còn phía sau thì chúng ta có nguồn vào này, tắt mở này, đấy, sub này, center, nep và right. Đó, mấy rất là nhiều kênh chúng ta có thể cắm nhé. Đấy, phía sau thì nó không khác gì một con vang số. Đấy, không khác gì một con vang số X3 luôn. Đó, cổng quang đây, có cắm cổng quang vào đây. Đây là cổng chúng ta cắm anten Bluetooth. Và bây giờ em test thử cho bác nghe cái chất nhạc của em nói nhé. Em lại cắm trực tiếp vào luôn. Đây thì em đã chuẩn bị được ít dây để có thể cắm cho các bác. Không biết có tới không đây. Tiếp vào cho các bác nghe chất của nó luôn. Đó. Cắm kết nối xong
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bật lên. Bật lên thì nó lên đèn này các bạn ơi. Và chúng ta sẽ phải chuyển nó sang cổng quang, bởi vì em đang cầm quang nhé. Thế nút chuyển của nó đây. Đó, đây là quang này. Bây giờ thì em sẽ test cho các một đoạn nhạc nha. Đây là nếu như các bác cắm ở AV thì các bác sẽ chuyển đây này. Đây này. Chuyển sang đây là mất luôn nhé. Đó, nếu như các bác dùng AV thì các bác sẽ chuyển sang AV1, AV2 cho em. Còn USB các bác cũng chuyển sang USB này. Bluetooth cũng phải chuyển sang Bluetooth này. Đó. Và cổng quang này. Con này tiếng cực chất nha các bạn nhá. Em vừa test xong cho các bác một đoạn nhạc của bài nhạc vàng, đúng không ạ? Tiếng rất là hay, còn này tiếng cực chất luôn, và giá thì rất là ưu thương cho các bác. Nếu các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bác.